Trời ơi em lại về giờ này. Con ốc con la ở nhà chị à. Chào Khánh Nguyễn. Gần nhà tôi luôn rồi biết hả. Từng ngàn lá gió ghi âm nhắc nhớ thì nước biển đang thuyền chắc em buồn biết mấy nước biển trôi xa em có nhớ đến ngày mai lỡ gọi gì nữa gì gì nữa rồi mừng luôn rồi hôm nãy luôn cao ba ca cao kéo vô em xỉn rồi đó nha mọi người em uống em xỉn rồi nè rồi hết pin rồi thôi trả nè anh ơi anh à em trả anh trả bít gô cho anh nè em về anh sạc mình vô đi thôi mẹ sĩ vô luôn đâu rồi anh ơi anh à anh trai ơi.